Joseph và bà Potipha. Bây giờ Joseph đã bị đưa xuống ai cập Potipha, một người ai cập làm quan trong triều pharaon chỉ huy ngược lâm quân mua Joseph nơi tay bọn người ả rập đã đem chàng đến chúa ở với Joseph tên chàng được thịnh vượng trong nhà chủ mình là người ai cập chủ thấy chúa ở với chàng trong mọi việc chàng làm khiến việc gì chàng chịu trách nhiệm cũng đều được thành công. Vậy Joseph được chủ mến chuộng cứ làm phụ tá cho chàng làm quản gia và giao thác chàng coi sóc mọi người và mọi sự thuộc về chủ. Từ khi ông cử Joseph làm quản gia coi sóc mọi tài sản thì Chúa vì Joseph mà ban phước cho gia đình ông. Phước lành của Chúa giáng xuống trên khắp mọi vật thuộc về chủ cả trong nhà lẫn ngoài đồng chủ giao thác cho gia cốp coi tất cả tài sản mình không cần gì lo đến chỉ lưu ý đến thực phẩm mình ăn joseph là người vạm vỡ đẹp trai sau các việc đó bà chủ liếc mắt đưa tình với joseph và bảo hãy lại ngủ với em nhưng joseph khước từ và đáp ông chủ đã giao thác cho tôi tất cả trong nhà này nên ông không cần no đến nữa Trong nhà không có ai lớn hơn tôi chủ không giữ lại bất luận điều gì Ngoại trừ bà Vì bà là vợ ông chủ lẽ nào tôi làm điều đại gian ác Và phạm tội với Đức Chúa Trời sao Ngày nay qua ngày khác Bà chủ cứ tiếp tục quyến rũ Nhưng chàng vẫn khước từ không chịu ngủ với bà Hoặc ở gần bà Một hôm chàng vào nhà làm việc không có người đầy tớ nào ở đó bà nắm áo chàng mà bảo hãy này ngủ với em nhưng chàng bỏ áo lại trong tay bà và bỏ chạy ra ngoài thấy chàng để lại áo trong tay mình bà chạy thoát ra ngoài nhà bà chủ liền gọi các đầy tớ trong nhà mà bảo coi kìa tên do thái này được đem vào đây nó vào đây định làm nhục ta nhưng ta kêu lớn lên khi nó nghe tiếng kêu cứu liền bỏ áo lại bên ta mà trốn ra ngoài. Bà chủ giữ chiếc áo của Joseph ở bên mình, chờ ông chủ về nhà. Bà mách với chồng, thằng nô lệ do thái mà mình mang về đây đã đến chọc kẹo em. Nhưng vừa khi nó nghe em kêu la cầu cứu, nó liền bỏ áo lại bên em và chạy trốn ra ngoài, và chạy trốn ra ngoài nhà. Ông chủ nghe câu chuyện vợ kể rằng đây là cách tên nô lệ của mình đối xử với em thì nổi giận. Ông chủ bắt Joseph tống giam vào ngục là nơi giam cầm các tù nhân của vua. Nhưng khi Joseph ở trong tù, Chúa ở với chàng, tỏ lòng nhân từ cùng chàng, làm cho chàng được ơn trước mặt giám ngục, giám ngục giao thác hết các tù nhân trong tay Joseph. Chàng chịu trách nhiệm kiểm soát tất cả các việc xảy ra trong ngục. Giám ngục không cần quan tâm đến những việc đặt dưới quyền của Joseph nữa. Vì Chúa ở với Joseph khiến cho bất luận việc gì chàng làm cũng đều thành công.